Brooklyn Beckham đổi nghề liên tục vì bất tài, Romeo bất ngờ khiến David Beckham tự hào. Mới đây, theo thông tin của tờ The Sun, cầu thủ 19 tuổi Romeo Beckham đã được trả 1,2 triệu bảng Anh tương đương 36,8 tỷ đồng để trở thành gương mặt toàn cầu mới của Puma. Với bản hợp đồng này, anh đã trở thành người con giàu nhất của David Beckham. Tờ The Sun trích dẫn lời nguồn tin, cậu ấy là người con giàu nhất trong gia đình Beckham hiện tại và giống như cha, cậu ấy đang trên đà nhanh chóng trở thành siêu sao. Ngoài ra, nguồn tin của The Sun cũng cho biết Romeo được kỳ vọng sẽ làm việc với hãng thể thao Puma trong nhiều năm tới, như sự hợp tác kéo dài hơn 20 năm qua giữa David Beckham và Adidas. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một trong số nhiều hợp đồng đến với cầu thủ 19 tuổi. Nguồn tin của The Sun cho biết thêm, thương hiệu thời trang cao cấp Yves Saint Laurent đã thể hiện sự quan tâm thực sự đến Romeo sau khi cậu ấy làm việc với họ vào mùa hè. Có khả năng họ sẽ mời cậu ấy cho một chiến dịch khác. Tương lai rất tươi sáng cho Romeo, sẽ không lâu nữa tài khoản ngân hàng có thêm 1 triệu đô la Mỹ khác. Romeo được nhiều người đánh giá cao khi thành công ở cả lĩnh vực bóng đá và thời trang. Hiện tại Romeo đang là cầu thủ của Fort Lauderdale CF, đội dự bị của câu lạc bộ Inter Miami mà David Beckham là một trong năm chủ sở hữu. Ngoài ra anh cũng nhiều lần tham gia các chiến dịch của nhiều hãng thời trang nổi tiếng như YSL hay Burberry. Khi mới 13 tuổi, Romeo từng được tạp chí QG xếp vào top 10 người đàn ông có phong cách ăn mặc đẹp nhất nước Anh. Bên cạnh đó, con trai thứ hai của David Beckham đang hẹn hò với bạn gái cùng tuổi là Mia Regan. Trong khi Romeo đang theo đuổi mục tiêu lớn của cuộc đời thì cậu cả nhà Beck Brooklyn lại bị đánh giá là hời hợt bất tài, không theo đuổi mục tiêu đến cùng khi đổi nghề xoành xoạch. Vừa qua, Brooklyn Beckham khiến nhiều người bất ngờ khi thực hiện chương trình nấu ăn trực tuyến. Anh cho biết bản thân vào bếp thường xuyên hơn trong thời gian đại dịch Covid-19. Anh bày tỏ, khi ở nhà chống dịch tôi nấu ăn hàng ngày và cảm thấy rất vui vẻ với việc đó. Được biết, tài nấu nướng của con trai cả David Beckham được nhiều người biết đến khi hôn thê của anh là Nicola Peck quay các clip bạn trai nấu nướng và đăng tải trên mạng xã hội. Brooklyn chia sẻ, Nicola quay các video tôi nấu ăn và tôi đăng clip lên mạng. Mọi người bắt đầu thích nó và sau đó tôi nhận ra tôi thực sự có thể làm gì đó với việc nấu nướng. Tôi chưa bao giờ thích làm việc gì như thế này. Với video nấu nướng mới nhất của Brooklyn được tạp chí Vogue đăng tải trên YouTube đã thu về 2 triệu lượt xem chỉ ít ngày ra mắt khán giả. Trước sự chú ý này của dư luận, anh đã nhanh chóng ra mắt chương trình nấu ăn trực tuyến có tên Cooking with Brooklyn. Bên cạnh sự xuất hiện của con trai cựu danh thủ người Anh còn có sự góp mặt của nhiều đầu bếp nổi tiếng như Nobu Matsusa, Adam Berylan, Nancy Silverton và Roy Choi. Đáng chú ý, các thành viên của gia đình Beckham cũng tham gia trong chương trình này của cậu con trai cả. Đề cập đến chương trình này, Brooklyn bày tỏ mình sẽ cố gắng chuẩn bị những món ăn ngon để chiêu đãi bạn bè và người thân. Con trai David Beckham cũng nói thêm, một trong những đầu bếp yêu thích của tôi là Nancy Silverton. Cô ấy là một trong những người truyền cảm hứng lớn nhất cho tôi. Cô ấy đã dạy tôi cách làm bánh Việt Quốc. Tôi hy vọng một ngày nào đó bản thân cũng sẽ trở thành một đầu bếp tài ba. Bên cạnh đó, Brooklyn cũng nhấn mạnh về tình yêu nấu nướng của mình. Tôi luôn thích thử những món ăn mới. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã rất may mắn khi được đi du lịch nhiều nơi và thử tất cả các loại đồ ăn khác nhau. Tôi là một người nhút nhát, vì vậy tôi đôi khi gặp khó khăn khi thể hiện bản thân với mọi người hoặc nói chuyện với mọi người. Nhưng nấu ăn thực sự giúp tôi kết nối với mọi người dù ở bất cứ đâu. Tôi thấy việc nấu ăn thực sự có tác dụng trị liệu và cho tôi cảm giác thư thái. Khi tôi bận rộn, cảm thấy căng thẳng về điều gì đó thì nấu ăn, đặc biệt là làm những món như mì ống, lại giúp tôi quên đi tất cả. Khi vào bếp, tôi chỉ còn tập trung vào đồ ăn và bạn bè, gia đình tôi. Tôi luôn muốn làm cho mọi người cảm thấy hạnh phúc bên cạnh việc dành thời gian cho bạn gái của mình. Trước khi bắt đầu chương trình nấu nướng này, con trai đầu lòng của Victoria và David Beckham từng có ý định trở thành nhiếp ảnh gia. Từng xuất bản cuốn sách đầu tiên vào năm 2017, nhưng tài năng của Brooklyn ở lĩnh vực này không được đánh giá cao. Sau khi tạm gác lại giấc mơ nhiếp ảnh, anh đã bắt đầu tình yêu của mình với ẩm thực. Qua chia sẻ của Brooklyn, ngoài nấu ăn, anh còn mong muốn trong tương lai có thể tung ra dòng sản phẩm dành cho nhà bếp hoặc mở quán rượu kiểu Anh truyền thống tại thành phố Los Angeles, Mỹ.